nhân viên siêu tiết lộ bí mật của giới nhà giàu, đi xe xịn nhưng chỉ là đồ thuê, tiền nhiều cũng chẳng mua xế đẹp. Thông thường, ô tô được coi là tiêu sản, những người biết cách quản lý tài chính sẽ không muốn đầu tư vào những thứ bị mất giá như vậy. Cảm giác được đồng hành cùng những chiếc xe sang như Maserati và Ferrari mỗi ngày sẽ như thế nào? Những môi giới trong ngành cho thuê xe sang ở Trung Quốc đã tiết lộ sự thật đằng sau những ông chủ ngồi trên những chiếc xế sang khi dấn thân vào lĩnh vực cho thuê xe sang nhiều nhà môi giới cho biết bản thân được mở rộng tầm nhìn anh trần làm việc cho một công ty cho thuê xe sang ở quảng đông trung quốc nói rằng những người giàu có giới phú nhị đại là một trong những nguồn khách hàng chính của họ dù không khó để tậu xe sang đời mới nhất nhưng nhiều ông chủ vẫn chọn đi thuê xe để có thể trải nghiệm thuê xe để giả vờ giàu có phú nhị đại là nhóm người tương đối đặc biệt trong lĩnh vực cho thuê xe sang So với những người giàu có tự thân, các doanh nhân lựa chọn thuê xe của họ đơn giản hơn rất nhiều. Thông thường, các cậu ấm cô chiêu chỉ thuê xe trong 2 hoặc 3 ngày. Sau khi trải nghiệm, họ sẽ đến để thuê một chiếc xe khác. Họ có thể không muốn tìm hiểu sâu về hiệu suất mà chỉ muốn có một công cụ khoe sự giàu có, anh Trần tiết lộ. Trong ngành cho thuê xe hạng sang, việc bị khách hàng làm khó không phải là hiếm. Anh Trần nhớ có lần anh nhận đơn hàng, khách chỉ thuê xe trong một ngày nhưng trong quá trình sử dụng anh này báo có vấn đề đến 4-5 lần. Bộ phận kỹ thuật tìm đến xử lý cho thì phát hiện chiếc xe vẫn bình thường. Phần lớn những khách hàng này đều là người khó tính và yêu cầu cao, dù chỉ có một chút sự cố cũng có thể phàn nàn. Anh Trần cũng gặp vài trường hợp khách hàng làm hư hỏng xe trong quá trình thuê xe nhưng khi trả xe lại không chịu thừa nhận. Điều khiến anh ấn tượng nhất là khách hàng thuê một chiếc Tesla đến khi trả thì phát hiện xe bị xước, nhưng khách hàng từ chối do mình gây ra và không muốn bồi thường. Anh Trần thừa nhận việc những người bình thường thuê những chiếc xe sang và giả vờ giàu có không có gì mới trong ngành này. Đồng thời anh tiết lộ mẫu xe sang phổ biến được yêu thích nhất là Porsche 718 vì giá không đắt, lại là xe mui trần. Doanh nhân xịn thuê xe đẹp để dễ làm ăn. Tuy nhiên, những người trong ngành môi giới cho thuê xe cũng cho biết không phải tất cả những người thuê xe sang đều giả vờ giàu có. Thực sự có rất nhiều trường hợp mà mọi người không ngờ đến. Anh Vương là nhà môi giới thuê xe ở Thượng Hải. Anh từng gặp phải một đơn đặt hàng vào sáng sớm. Vị khách đến với bộ vét và đôi giày da bóng loáng lao đến đại lý lúc 4 giờ sáng để thuê một chiếc Porsche. Sau khi dò hỏi, anh mới biết do dịch bệnh nên công ty của khách hàng làm ăn không tốt. Vì tìm kiếm rất lâu mới có đơn hàng lớn như vậy, những người này muốn thuê một chiếc xe tốt để tăng khả năng đàm phán thành công. Việc đoàn làm phim sử dụng ô tô, thuê xe sang để quay các đoạn phim ngắn cũng rất phổ biến. Nhiều chiếc xe sang như Rolls-Royce và Ferrari xuất hiện trong các cảnh phim phần lớn đều là đi thuê. Tuy nhiên, việc cho những người nổi tiếng trên internet thuê cũng có nhiều rủi ro, bởi bản thân họ không biết lái xe hoặc có kỹ năng lái xe trung bình. Một trường hợp khác, khách hàng có kế hoạch du lịch nước ngoài cùng bạn bè và gia đình, nhưng không may chiếc xe phải sửa chữa ngoài ý muốn nên anh không thể tự lái xe theo kế hoạch. Thay vì đi máy bay, vị khác này đã thuê một chiếc Lamborghini Huracan Spider. Mua ô tô mới là khoản đầu tư nắm chắc phần lỗ. Triệu phú tự thân và kiêm tác giả của hơn 10 cuốn sách bán chạy nhất David Park cho biết, thực tế, điều khiến bạn lãng phí nhiều nhất đó là mua một chiếc xe mới. Đó là quyết định tài chính tồi tệ nhất mà thế hệ trẻ đưa ra. Đó là bởi vì thời điểm bạn lái nó ra khỏi Gaza, chiếc xe bắt đầu giảm giá. Giá trị chiếc xe của bạn thường giảm từ 20 đến 30% vào cuối năm đầu tiên và trong 5 năm. Nó có thể mất 60% hoặc hơn giá trị ban đầu. Tuy nhiên đây không phải vấn đề lớn nhất. Điều nguy hiểm hơn là hầu hết mọi người đều vay tiền để mua chiếc xe đó, bác nói. Tại sao bạn lại vay tiền để mua một tài sản dù biết chắc chắn là giảm giá trị đến 30%? David bác nhấn mạnh mọi người cần tự hỏi bản thân, mình có thực sự cần một chiếc xe đẹp hay có thể chọn một chiếc xe ít tốn kém hơn. Có thể cũ hơn một chút nhưng vẫn đẹp và vẫn có thể sử dụng tốt. Tôi thường gọi Uber hoặc Lyft và họ đưa tôi đi khắp thành phố. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm được một gia tài. Tôi cảm thấy hài lòng về điều đó, O'Leary cho biết. Triệu Phú Bác không phải là người duy nhất có quan điểm này. Chuyên gia tài chính cá nhân và ngôi sao của chương trình sắc tanh Kevin O'Leary của ABC cũng cảnh báo không nên mua một chiếc ô tô mới.